Hệ thống trung tâm Anh ngữ Cleveland Việt Nam do tập đoàn Cleveland Inc. Hoa Kỳ sáng lập năm 1999 tại Hoa Kỳ và có mặt tại Việt Nam từ năm 2003. Năm 2012, Cleveland Việt Nam chính thức sát nhập cùng American Academy và nâng cấp thành Học viện Anh ngữ Quốc tế American Academy, viết tắt là AMA. Đến nay, AMA có 16 chi nhánh trải khắp các vùng miền trên lãnh thổ của Việt Nam. Dựa vào độ tuổi, trình độ Anh ngữ và nhu cầu của học viên, tại AMA các học viên được kiểm tra đầu vào và được chia thành các khóa học khác nhau dành cho người lớn và trẻ em. Với đối tượng là trẻ em, chương trình học được xây dựng đầy hứng thú thông qua những hình ảnh minh họa vui nhộn, dễ hiểu theo chương trình học hiện đại mới nhất của Cambridge và tương tác với bảng thông minh Artibot. Qua đó giúp trẻ phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh với khả năng phát âm giọng chuẩn của Mỹ, khả năng phản xạ tiếng Anh nhanh. Ngoài ra, với khóa học hè Summer Fantasy, chương trình tiếng Anh dành cho trẻ em của AMA còn được lồng ghép với các hoạt động ngoại khóa, giúp các em năng động, rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng tinh thần làm việc nhóm cho trẻ. Với các học viên luyện thi IELTS, TOEFL, TOEIC và thi B2 theo khung tiêu chuẩn châu Âu, AMA là đơn vị độc quyền ứng dụng phương pháp học XT Learning tại Việt Nam. Đây là phương pháp giảng dạy và học tiếng Anh hiệu quả đã được ứng dụng thành công cho hàng ngàn học viên ở các độ tuổi khác nhau tại nhiều quốc gia, với những ưu điểm vượt trội so với các phương pháp học tiếng Anh thông thường như mô hình học một thầy một trò, lịch học linh động, cá nhân hóa việc học và đặc biệt được đảm bảo điểm số đầu ra cao cho các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC và B2 khung tiêu chuẩn châu Âu.